Anh bảo này, cái việc của chồng em ấy mà. Tôi đã không định nói, nhưng mà anh đã lên tiếng thì tôi cũng nói luôn. Anh đúng là cái loại chẳng ra gì. Anh biết nhà bạn khó khăn, thế mẹ còn rủ anh toàn đi cờ bạc. Anh chộp giật ở đâu thì cũng phải trừ bạn bè ra chứ. Này, em ăn nói hay nhỉ. Chồng em chơi cờ bạc là do nó. Nó không chơi ở chỗ anh thì nó cũng chơi chỗ người khác mà thôi. Mày thấy thằng Toàn chơi sâu thế mà không cản nó, để nhà nó bung bét thế này. Mày trách gì tao? Cái nhà nó nát là do mình tao làm à? Tao thì chỉ cho nó cách chơi giải quay thôi, còn nó chơi sâu là do nó chứ. Ý là mày vô can à? Thế chẳng lẽ tao phải chịu trách nhiệm à? Nói kiểu của mày ấy, thì chắc là tao phải đi xin lỗi nhiều gia đình lắm đấy. Cứ cái kiểu ở đâu vợ chồng chán nhau rồi thằng chồng muốn chơi cờ bạc là lỗi cho tao đấy. Anh Toàn nói gì mà anh nghĩ vợ chồng tôi chán nhau? Anh có thật với em nhé, đa phần những thằng chơi cờ bạc như thằng Toàn ấy mà đều là từ bất mãn với cuộc sống, cho nên xảy đến tình trạng như vợ chồng em hiện nay ấy, là chuyện sớm muộn thôi. Thằng Toàn mất cái ô tô là còn may, đầy thằng á bay sạch nhà cửa kìa. Còn việc thằng Toàn ấy, tao sẽ bảo thằng Quảng không tính lãi. Nhưng mà ở đời này cái gì có luật của nó, tiền có vay có trả. Mày nói với thằng Toàn không lo tiền thì đến gặp tao. Cái bọn xã hội như anh, tôi sẽ báo công an canh cờ bạc phi pháp. Này, anh nghề thằng Toàn là bạn, anh mới tới để nói chuyện tử tế. Còn ở xã hội này mỗi người một việc, em thử động cái việc làm ăn của anh xem, liệu hồn đấy. Tiền tao nợ tao sẽ trả, mày đừng có động đến Yến. Mày không chơi thì tránh sang một bên, còn mày bảo vợ mày đừng có chĩa mũi việc người khác. Em không sao chứ? Anh bất mãn vì cuộc sống của chúng ta từ bao giờ vậy? Anh lừa dối tất cả mọi người, và bây giờ tôi còn nhận ra là anh diễn kịch rất giỏi. Anh... tôi đã cố gắng làm quá nhiều thứ, và càng ngày tôi càng hối hận vì đã làm quá nhiều thứ vì anh. Yến, nghe anh nói đã. Yến, mày bảo tao phải làm thế nào hả Toàn? Bố cứ bình tĩnh, không huyết áp lại tăng bố ạ. Bây giờ thì còn thiết gì sống nữa. Tao không nghĩ là mày lại khốn nạn đến như thế. Người mày bằng gần ngay rồi mà mày lại sống vô trách nhiệm thế hả? Con chào bố. Em chào chị. Có vợ mày ở đây, có chị mày ở đây, mày nói đi, bây giờ mày định thế nào? Con xin lỗi. Người mày phải xin lỗi là vợ mày, chứ không phải là tao. Con xin lỗi bố vì đã không nói sớm chuyện này với bố. Con cũng như mẹ con không thể chấp nhận được chuyện anh Toàn chơi cờ bạc, cho nên bây giờ lời xin lỗi của anh Toàn không còn quá quan trọng với con nữa. Thằng Toàn đúng là sai thật rồi, nhưng bố nghĩ vợ chồng con nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Những gì cần nói con đã nói hết với anh Toàn, con cũng không muốn giấu bố nữa. Tạm thời con xin phép bố cho con được dọn về nhà mẹ con ở. Yến, anh hứa anh sẽ bỏ cờ bạc mà. Lúc đó không hiểu tại sao cứ bị cuốn vào thôi. Em đừng làm như vậy với anh mà. Con xin phép bố, con phải đi ra. Con chào bố, em chào chị. Yến, chuyện của hai đứa bố cũng không biết phải giải quyết việc thằng Toàn thế nào nữa. Thằng Toàn không lẽ thế là hỏng hả con? Bố đừng quá lo lắng. Bây giờ bố thấy trong người thế nào ạ?